vọng sống trên chặng đường hành trình năm thứ 6, ngoài sứ mệnh kết nối cộng đồng để trợ giúp bà con nghèo hồi sinh, còn mong muốn nhân rộng lòng nhân ái và những câu chuyện nhân văn sẻ chia. Phát sóng 12 lần một tuần trên 6 kênh truyền hình Đông và Tây Nam Bộ. Thông tin chuyển tải trên 3 báo tạp chí và YouTube, Facebook, website. Hãy chung tay cùng Khát Vọng Sống kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh. Kính thưa quý vị, gia đình đó là tổ ấm, là sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên với nhau. Dù cho cuộc sống giàu sang hay là nghèo khó, thì giá trị của lòng yêu thương, sự san sẻ của gia đình, của cha mẹ, con cái là một điều không thể thiếu, như một chân lý không bao giờ thay đổi. Điều đáng trân trọng là bất kỳ thành viên nào trong gia đình gặp tai ương bệnh tật, thì chính sự gắn kết sẻ chia ấy là động lực to lớn, vực dậy tinh thần, để cả nhà cùng nhau vượt qua sóng gió, vượt qua khó khăn mà bước tiếp con đường phía trước. Đó là câu chuyện về gia đình của chị Hà Thị Thỉa, ngụ tại tổ 10, ấp Cống Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Sóng gió bất ngờ ập đến trước bao khó khăn của cái nghèo, cái bệnh. Nhưng trong tâm tưởng của từng thành viên trong gia đình thì hiện hữu tình yêu thương, sự nỗ lực, mong ước và khát vọng về một ngày mai tươi sáng. Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Nào ai biết được chữ ngờ, câu ca dao mà ngày xưa chị Thỉa thường hát ru con ngủ, nay lại trở thành bi kịch của đời mình. Sống trên đời, ai lại không mơ ước có một cuộc sống tốt? Người ta hay nói vui rằng, giàu từ trong trứng giàu ra. Nhưng chị vẫn tin vào đôi bàn tay, nghị lực và sự đoàn kết đùm bọc giữa các thành viên trong gia đình. Thế nhưng, dù giàu có đến đâu cũng đành bất lực trước bệnh tật. Ước mơ thoát nghèo của gia đình chị Thỉa vẫn nguyên vẹn đó, giờ bỗng trở nên quá xa vời. Từ ngày chồng chị đổ bệnh, chị Thỉa trở thành người trụ cột chính. Tờ mờ sáng, khi cái nắng sớm chưa kịp lên, là chị đã có mặt tại chợ Tròn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Chiếc xe cây cũ kỹ trở thành người bạn đồng hành mỗi ngày. Có một chỗ ngồi ổn định có thể tốt hơn trong việc bán buôn, nhưng nếu vậy chị phải trả phí hàng ngày. Bán hết số trái cây này lời khoảng 100.000 đồng, chị dùng mua thuốc, bông băng và ăn uống hàng ngày cho chồng con, nên mọi chi tiêu phải tính toán thật kỹ. Bữa nào bán ế ẩm thì vay mượn đầu này đắp đầu kia. Buôn bán phải vui vẻ người ta mới thích mua. Mấy ai hiểu được bên trong nụ cười này là cả nỗi lòng nặng trĩu. Chồng bệnh thì đâu có ai lo trong gia đình. Giờ thì nó cũng đẩy xe chị đi bán, thì hai đứa con với hai vợ chồng thì mình nên nó lo ăn uống đồ đó. Rồi anh chị em hai bên thì cũng có cho chút đỉnh mà cũng đâu có đủ mượn lum trơn á. Khổ nhất là chồng bệnh, thấy cũng tội nghiệp, nói thôi tôi cũng chịu không nổi. Nói cũng như là nếu mà chồng không có bệnh thì lo được, còn chồng bệnh đang bán đóng đồ vậy đó, mấy người xe ôm cũng biết nữa, rồi bỏ đồ chạy về lo cho chồng, nói đau quá chạy về. Năm 2014, anh Beo, chồng chị Thỉa, bị tắc ruột do khối u trực tràng nên phải phẫu thuật đem ruột ra ngoài đại tiện bên hông. Bệnh tật khiến anh từ một thanh niên khỏe mạnh, trụ cột chính trong gia đình, trở thành người ốm yếu, chỉ quanh quẩn quanh nhà. Vừa rồi, đến ngày anh Beo đi tái khám để đưa ruột vào trong, nhưng chi phí mổ xấp xỉ 50 triệu đồng. Vợ chồng anh chị đành xin bác sĩ cho về mua thuốc uống qua ngày. Đợt mổ năm trước, gia đình đã vay mượn gần 50 triệu đồng. Căn nhà hiện tại cũng đã cầm cố với giá 40 triệu đồng. Anh chị được cho thuê lại với giá 300.000 đồng mỗi tháng. Công việc mua gánh bán bưng quần quật suốt ngày của chị còn không đủ xoay sở thì làm sao đủ tiền cho chồng phẫu thuật.
Bệnh tật khiến anh Beo không thể ngồi lâu nên không phụ giúp được gì cho chị. Mọi việc trong nhà đều một tay chị. Nhiều lần chị Thỉa rơi vào cảm giác bế tắc rồi nghĩ đến những chuyện không hay. Nhưng nhìn chồng đang cố gắng qua từng hơi thở nặng nề, cố nén lòng không để vợ thấy mình khóc. Rồi nhìn lại các con đang cần bàn tay chăm lo của mẹ, chị tự nhủ với lòng phải vượt qua tất cả, tiếp tục vươn lên tới đâu hay tới đó. Rồi anh chị là trước đây thì sống quê của anh chị là ở đâu? Quê của anh ở đây. Người chị quê ở đâu? Ở Lò Gạch. Rồi trước khi mà anh còn khỏe đó chị thì mình sống bằng những cái nghề gì? Ảnh hả? Này đào đất, chạy xe ôm, kẻ phân ai mướn gì làm đấy. Người chị? Thì buôn bán hàng ngày, ăn. Rồi lúc đó thì hai vợ chồng xây sở một ngày được một thu nhập khoảng một ngày là bao nhiêu, mình có đủ không? Ta mướn 150, chạy xe ôm cũng 100 vậy đó, nó cũng đỡ hơn lúc này. Ước mơ lớn nhất, cho chồng vô cuộc được là mừng rồi, mừng lên tới đầu. Rồi khi mà lúc đầu là sức khỏe của anh bình thường, rồi khi mà có những cái triệu chứng mắc bệnh rồi đi khám ra bệnh vậy thì lúc đó mình xoay sở như thế nào? Như mình cũng hàng ngày mình hút thuốc nam uống thuốc tây ít, hút thuốc nam nhiều. Lúc đó chưa mới phát bệnh, mình không phải cố gắng lên chứ em nản cũng như trước sau em cũng lo là cái đầu mình tính tới đó đi chứ. Rồi về định hướng tương lai của hai đứa con sao chị? Em cũng gắng lo hai đứa cho nó học tới nơi tới chốt vậy đó chị. Cho nó gắng cố gắng em lo, bán gắng cố gắng lo tới chỗ vậy đó. Còn nếu ấy mình học tới đâu tính tới đó. Cái bệnh của mình hiện giờ này sức khỏe anh thấy sao anh? Yếu lắm. Yếu sao? Nó mệt mệt, hảo hảo mệt mệt. Mình có đi xa được không? Đi đoạn đường xa được không? Đi em đi... cỡ nửa cây số đi phải ngồi chống khe tó rồi đó, đi người trong suối mệt mà nó quỵ xuống. Em quá khổ rồi, mà trở ngược lại em nói gắng cố gắng lo gì đó với phần mà không có tiền em hy vọng rồi. Cái này em để vô mà trở ngược không có tiền, không có tiền uống thuốc 10 ngày thì xuống dưới sông đạo rồi trả ngược lên người ta cho tiền đi đổ xăng đó, bước gì vô gục gì làm tiếp vợ thấy da khổ quá. Đi bán tới gần chiều tối chụp mực trời mới về, mưa gió rồi. Nhà bữa nào bán hết là nhiều, còn bữa nào bán hết là thăm tiền vốn 3 ngày hết cây con 50 ngàn, rồi chạy thuốc rửa 2 ngày hết chạy thuốc rửa, rồi trả ngược không có tiền. Xuống địa phương ở đây người ta cho mua chứ đâu có tiền đâu mà nhà mua cho đâu, không có khả năng mua nổi cái gòn. Còn cái gòn mà để băng bó vết thương hả chị? Dạ. Rồi thấy gì người ta địa phương ở đây á, ta cho gạo thêm nữa chứ đâu có đâu ăn đâu. Hồi trước trong chui thấy đi chạy xe ôm thấy có tiền 150, thấy xe chạy quá đông sợ. Rồi trong xu bán xe quay lại trong đi đào đất ngày cũng 150, đi thịt mướn lúa mướn người ta ngày cũng 150, nó khỏe hơn cái đi ra đứng đường mình đi chạy xe ôm sợ xe ra tai nạn, nó gì nó an toàn cho vợ con nó gì đó. Rồi em nghe nói là cái nhà mình là hiện giờ cũng đang cầm anh, cầm 35 triệu mà đứt rồi vậy. Mà bà chủ này bà nói chừng nào có tiền bà cho chuột lại, là 1 tháng tới 300 ngàn. Mà mấy bữa gà bà chủ có cho 1 kg gạo. Dạ, thương. Đó. Vậy thì bây giờ một mình chị mà nặng gánh như vậy, rồi mình phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống thuốc thang cho anh nữa, rồi mình đâu có đủ đâu. Không có đủ. Sớm ở đây người ta cho. Người cho mới uống thuốc này kia. Để ruột gì em ăn chừng chén cơm mà. Nó thẳng cái ruột em mà. Thẳng ruột mà. Đâu có được. Mà ngồi không được, ngồi cứ tại cắt bỏ khúc ruột tới 1 tấc rưỡi nữa. Cắt bỏ 1 tấc ruột, tại nó tắt đường ruột á. Rồi giờ cái đường ruột giờ nó ngay nó đụng đây nè. Ngồi không được đâu, ngồi mệt. Dạ. Yeah. Thường anh ăn uống sao? Nấu cháo, cá. Anh ăn được nhiều không? Chắc sáng chén cháo, chiều chén cháo, ăn đâu được, ăn no, nó cương cái bụng. Đâu ăn cơm được không? Không.
ít ăn lắm, thèm lắm, nấu cơm thiệt là nhão ăn. Em mướt ướt rồi, cho em vô ruột rồi em đi làm lại, chứ nằm như gì chịu không nổi. Cuộc sống khó khăn nên anh chị định cho em Nguyễn Văn Thường, 15 tuổi, nghỉ học, nhưng Thường khóc, xin mẹ cho em cố gắng theo học và phụ lo bằng việc bán vé số. Để mẹ có thời gian nghỉ ngơi, hai anh em cố gắng chứng tỏ mình đã lớn bằng việc giúp mẹ những việc lặt vặt trong nhà. Muốn cha mẹ thấy những nỗ lực của mình, Thường và Bội quyết tâm ra sức học tập để việc đến trường không bị đứt quãng giữa chừng. Con muốn nghỉ học để bán vé số để phụ giúp cho cha mẹ. Cha mẹ nghèo, con cũng buồn. Dạ. Sao ham học mà lại muốn nghỉ học? Dạ tại vì con thấy cha mẹ con tội nghiệp quá. Con muốn giúp phụ giúp cho cha mẹ. Tại thấy cha con bệnh gì đó. Rồi mẹ con thì đi buôn bán gì đó, thấy mẹ con bán một ngày là có mấy chục nghìn, con thấy mẹ con tội nghiệp, muốn phụ giúp cho mẹ con thêm. Ôi, giờ thấy mẹ với ba khóc. Dạ có, con cũng khóc theo. Kể lúc đó là lúc nào? Dạ lúc đó thì ba đang nhức nhối, xong cái mẹ ngồi bên cạnh ba, mẹ khóc, rồi con ôm ba con khóc. Có một cái ước mơ thì ước mơ điều gì nhất? Ước mơ của con là có tiền đi cho ba con vô ruột, còn nhiêu thì để cho mẹ con để nuôi tụi con và buôn bán gì đó. Cô đã nhiều lần đi với chương trình Khát Vọng Sống như hôm nay. Tới cái gia đình này thì cô thấy là một cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Cái tình cảm của vợ chồng rất là khăng khít với nhau. Thì qua đó cô cũng thấy được cái chương trình của Khát Vọng Sống rất là có ý nghĩa đối với những cái hộ gia đình nghèo. Thì cô mong rằng tới đây cũng có nhiều cái nhà hảo tâm, nhiều nhà mạnh thường quân cũng cùng chung tay đóng góp với chương trình Khát Vọng Sống để ngày càng mình được vươn cao hơn, được cái nhiều người biết đến hơn. Mình biết đến Khát Vọng Sống đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi. Thông qua chương trình thì mình thấy là có những cái hoàn cảnh rất là thương tâm cần được giúp đỡ, và cái chương trình này nó rất là có ý nghĩa để ngoài cái mục đích là mang đến cho người ta một cái khát vọng sống, người ta còn có cái, nó còn có một cái ý nghĩa là chia sẻ, là kết nối bà con nghèo với nhau. Về vấn đề tài chính, những cái số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì nó được rất là minh bạch rõ ràng. Ví dụ như sau khi đến nhà nhân vật trao quà, trao tiền thì số tiền đó đều được kiểm tra tại chỗ dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, các Mạnh Thường Quân, và số tiền đó sau khi được tổng kết thì sử dụng vào đúng cái mục đích của chương trình. Thì tôi xin rất là cảm ơn cái chương trình cũng như là cái cô chú anh chị Mạnh Thường Quân để tạo điều kiện trích một phần kinh phí để mà cùng với địa phương chung tay góp sức để mà lo cái cho gia đình anh Beo. Kính thưa quý khán giả, với sự chung tay trợ giúp ban đầu, cánh cửa hạnh phúc của gia đình chị Hà Thị Thỉa đang dần hé mở. Đây là động lực to lớn giúp gia đình chị vững tin hơn với ước mong đẩy lùi bệnh tật, có sức khỏe xây dựng cuộc sống mới tốt hơn trong tương lai. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục tiếp thêm hơi ấm cho hoàn cảnh của chị Thỉa và anh Beo thêm vững tin vào cuộc sống. Đến đây thì chương trình Khát Vọng Sống xin được tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính Công ty Tôn Tân Phước Hanh.
cảm ơn đơn vị đồng tài trợ, công ty du học Thái Bình Dương và các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chúng tôi và cộng đồng trong chương trình này. Thank you.